Kính chào các bạn nha. Hôm nay vào buổi chiều thì mình có dịp cùng chị em Thái Hòa và Kỳ Râu đi đến miếu Tú Dương và miếu Vạn Bang. Đây là hai ngôi miếu đặc trưng của vùng đất Ba Chúc ở chốt núi Tượng bên cạnh đầu lộ khóm An Định của thị trấn Ba Chúc quý vị. Và quý vị sẽ theo chân tôi để đi vào bên trong miếu đó, quý vị. Miếu Tú Dương là đây là con miếu Tú Dương. Và miếu trên cái tượng đá. Dân đây là phía trên cái tượng đá to và cao là nơi tọa lạc của ngôi miếu Vạn Bang quý vị. Và đây là một cái ngôi miếu có 102 vùng đất đối tượng. Nghe đồn là ngôi miếu này cũng rất là linh thiêng. Và đây là cái xe của người dân đi viếng ở hai ngôi miếu này vào buổi chiều hôm nay quý vị. Chúng ta cùng theo chân đi vào bên trong miếu Tú Dương trước. Và đây là chị Sáu Hà với cô Bảy và em Kỳ Gâu. Và bên đó có Mặt Khô với Thím Út. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đi bước vào bên trong và đi lên cái ngôi miếu Vạn Bang quý vị. Và đây là cái đường lên miếu Vạn Bang trên một cái tảng đá rất là to quý vị. Và phía trên đó thì là cái đỉnh đối tượng mà chúng ta đã từng xem ở clip trước rồi quý vị. Và hôm nay có dịp tôi sẽ quay đường lên cái miếu Vạn Bang cho quý vị xem ha. Đây là những bậc thang để đi lên miếu. Và trời cũng sắp tối rồi quý vị. Nên cái hình ảnh nó không có được sáng mấy. Nó tọa lạc trên một cái tảng đá rất là cao và to và được người dân Ba Chúc xây dựng nên quý vị. Này, đây là mặt sau của ngôi miếu Vạn Bang quý vị. Ở phía trên này cũng rất là rộng, và ngôi miếu này rất là lớn quý vị. Thưa quý vị, theo chân tôi đi vòng ra phía trước quý vị. Đây là cái cánh bên hông của miếu, ngôi miếu. Từ trên miếu Vạn Bang chúng ta có thể nhìn xuống phía đường quý vị. Đây. Và bên đây thì theo tôi nói nãy thì đây là miếu Tú Dương quý vị. Và chúng ta cùng đi ra phía trước gì. Ở đây là phía trước của ngôi miếu Vạn Bang. Đây là bàn thông thiên. Theo hai bàn thông thiên, ở phía dưới có một cái lương nữa là ba. Và đây là phía trước của ngôi miếu Vạn Bang. Và được cất theo cái kiểu kiến trúc Phật giáo gì. Rất là đẹp gì. Ngôi miếu rất là đẹp. Và tọa lạc trên một cái tảng đá to và cao của vùng núi Tượng, hay gọi là Liên Hoa Sơn gì. Quý vị tiếp tục theo chân tôi đi qua bên cái cánh hữu bên đây quý vị, bên phải nó cũng có một cái căn. Và chúng ta đứng trên đây vào buổi chiều gió rất là mát quý vị.
Đó, phía trên là núi, ở đây là cũng cái bên cánh phải phía bên hông ngọn miếu gì. Và phía dưới thì chúng ta cùng quan sát, đây là những ngôi nhà của người dân quý vị. Và vào lúc này cũng khoảng là 6 giờ mấy, những cái ngôi nhà hay là những cái đèn đường cũng đã bật sáng. Và phía bên dưới xa xa nữa thì đó là những cái cánh đồng, đó, cánh đồng của Lạc Quới Bơ Trúc. Và cánh đồng ngày xưa, cánh đồng này ngày xưa thì vào năm 78 thì bọn Pol Pot đã tràn vào và giết hại vô số người dân vô tội Bơ Trúc ở cái vùng đất này, và đặc biệt nhất là ở còn cái cây cầu, đó là cầu sắt Vĩnh Thông ấy. Ở đây nó hơi khuất, chúng ta lên đỉnh núi chúng ta có thể nhìn quan sát rất là rõ. Và cầu sắt Vĩnh Thông cũng là nơi mà chiến sĩ của chúng ta đã đánh dấu một cái trận chiến chống giặc Pol Pot thắng lợi. Và nơi đó bây giờ nhà nước chúng ta đã lập nên một cái bia chiến thắng gì. Rồi bữa nào quý vị cùng theo chân tôi ra một cái chỗ cầu sắt Vĩnh Thông để xem lại cái chiến tích ngày xưa của quân đội ta trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Và đây là toàn bộ cái quang cảnh phía trước ngôi miếu quý vị, ở dưới phần đường. Do trời tối bây giờ những cái đèn đường nó bật sáng. Để bữa nào có dịp thì tôi sẽ quay vào ban ngày để cho quý vị xem hết toàn cảnh của cái hai ngôi miếu Tú Dương và miếu Vạn Bang, để dùng các đối tượng để cho quý vị xem rất là rõ và xem rất là tường tận ở những vùng đất này nha quý vị. Và trên đây thì vào buổi chiều đứng rất là mát, gió thổi vi vu rất là mát quý vị ha. Và vào mùa này cũng là sắp mùa hè nè, chúng ta có thể nghe những cái tiếng ve trên núi Tượng hay là Liên Hoa Sơn đó, vang vẳng xuống, cảm giác cho chúng ta rất có một mùa hè sắp tới quý vị. Thôi bây giờ là do giấc tối thì miếu đóng cửa vậy cho nên chúng ta không có vào bên trong được nha. Rồi quý vị có thể theo chân tôi trở lại xuống phía dưới nha quý vị. Ở đây là nãy theo như tôi giới thiệu là cái cầu thang đi xuống phía dưới miếu ở phía sau ngôi miếu tôi là Vạn Bang quý vị. Và phía sau này chúng ta cũng có thể quan sát được, đây là những cái cục đá ở dưới chân núi Tượng, dưới chân núi Tượng sát bên vách của hai ngôi miếu Tú Dương và miếu Vạn Bang. Và cái khu của chân núi Tượng này, khu này rất là nhiều những cái cục đá quý vị, những cái tảng đá lớn, tảng đá nhỏ cũng có rất là nhiều ha. Đó, và những tảng đá này mang những cái hình hài của rất là có ý nghĩa về cái vấn đề về tâm linh. Và buổi chiều rồi cho nên hình ảnh nó cũng không có được sáng, cho nên vào ngày nào đó tôi sẽ quay vào buổi sáng cho quý vị xem rất là rõ quý vị. Thôi giờ chúng ta bước ra phía trước của ngôi miếu Vạn Bang và ngôi miếu Tú Dương quý vị, để cùng trò chuyện với thiếu Út và chú Út. Đây là những cái nhân vật đã từng chứng kiến cảnh Pol Pot chiến tranh biên giới Tây Nam sát hại đồng bào ta ở Bà Chúc. Dạ thưa chú, con mới qua, cũng như hôm nay là hôm trước á, con có đi viếng bên núi Tượng. Cái con mới thì con ngồi nghỉ với chú đi bảy năm cái này nè. Kể ngồi con đi viếng núi Tượng Bá
con hổng cho con được gặp cho cô Út với chú Út á, rồi kể lại những cái mẫu chuyện của quê mình thời chiến tranh, với những cái điểm mà đẹp, những mình hang ở trên núi của mình, cái bà con trên cộng đồng người ta xem, cái người ta điện cho con á, người ta nhờ con chú Út có kể thêm những cái di tích gì mà chú còn nhớ còn lại, nó kể hết cho bà con xem, con rất là thích luôn. Nhưng những cái chuyện mà người ta kể lại, khi chú có kể lại những mà chú có gặp cái tuyến đường mà hồi xưa của bộ đội mà hồi xưa đó, mà để lo cho người dân, người với mấy người mà chiến trường mà bị tai nạn, tuyến đầu đưa lại sao cho dân mình đó. Dạ, con nhờ chú quan hỷ kể lại cho bà con nghe. Dạ. Đó, cái dân văn này, cái này chỗ đây này. Là cái năm đó đó là sau khi mà hồi cái lúc thời gian mà nguyên nó chưa vô được nữa, dạ. Đó là cái khối mà không mà bộ đội rồi mà người ta nằm đây này. Nằm ngay đây là miếng nó vô là người ta đánh giặc ra, vô đánh giặc ra đó, là ví dụ bộ đội rồi có bị thương đó, người ta đem ngay về đây này, dạ. ngay đây là người ta chữa thương với chết chóc rồi đó, là người ta tắm rửa ngay đây xong. Dạ. Rồi sau thời gian mà nguyên nó tràn vô luôn được á, rồi á bộ đội mấy sau này mới đánh tràn ra các cánh đồng nông xã mình nè. Dạ. Nó đánh dài xuống đọc với đó là bộ đội có chết nhiều. Dạ. Là đem gì đây chắc đấm đá tắm rửa đồ cho sạch sẽ rồi ta mới vô cho thấy, ta mới đưa về nghĩa trang. Tôi giờ cái thời gian đó bộ đội rút về rồi đánh vô đó rồi là tôi về ngay bến cái dầu ở Lương Phi đó. Là tôi ở ngay chân cái chỗ cái nghĩa trang đó, là tôi chôn bộ đội đó ngày đêm biết bao nhiêu đó. Hồi ban ngày đó thì một hồi là xe thêm xe chở là một xe rồi. Cái là cái số nào anh em cũng đông lắm, số nào ở dưới ở, số nào nhảy lên xe người xe đó, ta sắp từ đầu xong đưa xuống là có hai người dưới ta dinh để vô này.